với bộ lông dày dài và những bước đi chậm chạp, và động vật này như đến từ một thế giới khác. Tổ tiên của chúng bắt nguồn từ thời khủng long. Như vậy, loài động vật với hình dáng kỳ lạ này đã tồn tại được hơn 60 triệu năm. Đó là loài thú ăn kiến khổng lồ, những kẻ lang thang đơn độc và nhút nhát trên những cánh rừng và thảo nguyên ở miền Trung và Nam Mỹ. Mặc dù thú ăn kiến phổ biến với số lượng lớn, nhưng chúng ta biết rất ít về loài động vật này. Gần đây đã có thêm những nghiên cứu làm sáng tỏ hơn về sinh vật tuyệt vời này. Roraima, một tiểu bang của Brazil, nằm ở phía bắc của đất nước, bao phủ chủ yếu bởi rừng mưa nhiệt đới và những thảo nguyên xanh, đan xen là các con suối và hàng cọ rợp bóng. Đây là một trong những khu vực nghiên cứu của nhà sinh vật học người Đức Lydia. Hiện nay trên thế giới, cô là một trong số ít các nhà khoa học chuyên nghiên cứu về thú ăn kiến. Do có tầm quan sát tốt nên những vùng đồng cỏ và những vườn trồng cây keo đã mở ra cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu về loài thú ăn kiến ở cự ly gần. Thú ăn kiến dù to lớn nhưng lại là một sinh vật nhút nhát. Tại Brazil, số lượng loài này đã giảm đi 1/3 trong 10 năm trở lại đây. Ở các nước như Paraguay và Argentina, loài động vật này đã bị tuyệt chủng. Đó là lý do vì sao nghiên cứu của Lydia đóng vai trò rất quan trọng. Trừ khi chúng ta hiểu một cách chính xác cuộc sống của thú ăn kiến diễn ra như thế nào và những điều kiện cần để chúng tồn tại, thì mới hình thành được các phương án phát triển để bảo vệ giống loài này. Tiếp cận thú ăn kiến không phải là điều gì quá khó khăn do thính giác và thị giác của chúng đều kém phát triển. Nhưng khứu giác của chúng thì cực kỳ nhạy bén. May mắn cho Lydia, thú ăn kiến có khuynh hướng cảm nhận có chọn lọc. Nó nhanh chóng quên đi những người theo dõi nó. Do bộ não có kích thước không lớn hơn một quả óc chó, nên khả năng của thú ăn kiến theo đó cũng bị hạn chế. Thú ăn kiến chỉ có thể tập trung vào một việc tại một thời điểm, và theo tự nhiên đó là những con kiến, hay như Lydia đã tìm ra những cái cây mà thú ăn kiến dành sự quan tâm đặc biệt. Thực tế, trước đây cô đã phát hiện ra một hành vi kỳ lạ của thú ăn kiến, tạo ra những vết cào trên cây, sử dụng cả cơ thể vươn người lên cây cách mặt đất khoảng 1 mét và trà mình vào vỏ cây để lưu lại mùi hương của nó. Tất cả các vết chảy xước trên cây đều được ghi chép một cách tỉ mỉ. Lý do cho hành động này của chúng đơn giản là để báo hiệu nhu cầu giao phối. Ví dụ như chúng rõ ràng cần phải giao tiếp với những con thú ăn kiến khác. Chúng giao tiếp với nhau bằng cách lưu lại mùi hương của mình tại các vết cào trên cây. Cách giao tiếp này cũng mang ý nghĩa phân bậc trong thế giới thú ăn kiến. Vị trí vết cào càng cao, sức mạnh của con thú càng to lớn. Bằng cách này, thú ăn kiến có thể tiếp tục cuộc sống đơn độc của mình mà vẫn cập nhật được tình hình, đơn giản là như vậy. Thú ăn kiến không có chỗ ở cố định. Khi cảm thấy mệt sau những cuộc công phá kéo dài, nó sẽ đào một rãnh đất nông để nằm nghỉ ngơi vào ban ngày, khoảng thời gian lên đến 15 tiếng đồng hồ.
Khi đã ổn định được chỗ nằm của mình, thú ăn kiến sẽ phủ kín người nó bằng chiếc đuôi rậm rạp. Một cơ chế ngụy trang hoàn hảo. Nó có thể yên tâm nghỉ ngơi dưới bóng râm khi thời tiết trong ngày lên cao đỉnh điểm trước khi tiếp tục quay trở lại công việc tìm mồi. Một con thú ăn kiến cần tiêu thụ 30.000 con kiến hoặc mối mỗi ngày. Thú ăn kiến tập trung vào công việc của nó đến nỗi không nhận thấy những gì đang xảy ra xung quanh mình. Điều này sẽ dễ dàng hơn để Lia Mockinghoff có được những bức ảnh chụp loài vật từ khoảng cách gần. Những bức ảnh của cô giúp xác định chính xác số lượng loài thú ăn kiến ở khu vực này. Hình dạng và độ dày của các viền lông trắng giáp với những mảng lông màu đen giúp cô nhận diện từng con thú một cách dễ dàng. Cô còn đặt tên cho chúng. Khi thú ăn kiến đi khỏi hố đất mà chúng vừa đào, Lydia đến kiểm tra để tìm kiếm những con kiến. Cô muốn biết loài kiến nào mà chúng thích. Lydia biết rõ thú ăn kiến kén cá chọn canh như thế nào. Vì thế, cô thu thập một vài con kiến để xác định tên loài trong phòng thí nghiệm. Một thói quen của thú ăn kiến là khi nó cảm thấy bị đe dọa, nó quay sang một bên để làm cho chính mình trông to lớn hơn. Nhưng hành động đó không bảo vệ thú ăn kiến từ các mối nguy hiểm thực sự vẫn còn đang ẩn nấp bên ngoài. Khi nương rẫy được đốt trong những tháng mùa hè nóng và khô, ngọn lửa đôi khi có thể vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Đối với nhiều loài động vật, điều đó chắc chắn đồng nghĩa với cái chết. Ngọn lửa đang dần dần tiến đến gần hơn. Khói và bản thân bị hoảng loạn khiến cho con vật liên tục chạy quanh. Hy vọng duy nhất của nó bây giờ là đi tìm nước để phủ ướt lên người. Nhưng cái chết cũng đến với những con thú ăn kiến ở những nơi không ngờ tới. Nhiều lái xe không phanh lại khi thấy thú ăn kiến. Một số người thậm chí còn coi việc tông xe vào chúng như là một thú vui. Nhưng ở nhiều nơi, nguyên nhân chính dẫn đến sự biến mất của loài thú ăn kiến là do không còn tồn tại môi trường sống tự nhiên của loài vật này. Những điều kiện sống cơ bản của thú ăn kiến đã không còn do hoạt động nông nghiệp thâm canh. Theo đó là việc sử dụng rộng rãi các loại thuốc trừ sâu trong canh tác. Thú ăn kiến khổng lồ thực sự không có cơ hội sống sót ở đây. Cách 3.000 km về phía nam, gần biên giới giữa Brazil và Paraguay, Bolivia, những con thú ăn kiến khổng lồ vẫn có cơ hội sống trong môi trường gần như lý tưởng. Đây là Pantanal, vùng đất ngập nước lớn nhất thế giới, nơi có những hồ nước và rừng ven sông, có những cánh đồng cỏ rộng lớn. Mỗi năm một lần, khu vực này lại bị ngập trong nước. Mực nước khi đó cao hơn 5 mét so với mùa khô. Môi trường sống đa dạng nơi đây là nơi cư trú cho rất nhiều loài động vật ở Nam Mỹ, như con thú ăn kiến không răng nhỏ bé này. Loài Tatu Amadillos từng được cho là có họ với loài rùa cạn, nhưng trên thực tế chúng là loài động vật có vú và có mối liên hệ chặt chẽ với thú ăn kiến và con lười. Ngày nay, loài vẹt đuôi dài gần như chỉ được tìm thấy ở vùng Pantanal.
Ngay cả những con báo đốm cũng có thể được tìm thấy ở đây. Vùng Pantanal có mật độ dân cư thưa thớt. Theo truyền thống, ngành công nghiệp chính ở đây là chăn nuôi gia súc. Cho đến gần đây, ngành công nghiệp mũi nhọn này đã được triển khai theo mô hình phát triển bền vững. Thậm chí ngày nay, hầu hết người dân vùng Pantanal làm việc và kiếm sống trên những yên ngựa, chăn thả các bầy gia súc trên những trang trại rộng lớn. Những đồng cỏ nơi các đàn gia súc dừng chân thực sự là thiên đường cho thú ăn kiến, vì phân gia súc khô đầy ắp kiến. Các con kiến đang bận rộn vận chuyển nguồn thức ăn ngược xuôi. Nhưng khi con thú ăn kiến xuất hiện, sự huyên náo bắt đầu diễn ra. Hình ảnh cho thấy thú ăn kiến không dùng miệng hút kiến, nó dùng chiếc lưỡi dài và dính của mình để bắt con mồi. Chỉ đến khi không chịu được những vết cắn của các con kiến trên lưỡi mình thì thú ăn kiến mới chịu rời đi. Với móng vuốt cong, nó gạt bỏ những con kiến bám dai dẳng trên thân mình một cách dễ dàng. Với móng vuốt sắc như dao cạo, thú ăn kiến được trang bị tốt để bảo vệ bản thân chống lại những kẻ thù to lớn. Chúng dồn trọng tâm về hai chân sau, đứng thẳng người và sẵn sàng cho một cuộc chiến khốc liệt. Tuy nhiên, thú ăn kiến là một sinh vật nhút nhát và giống như hầu hết các loài động vật hoang dã khác, chúng sẽ chọn chạy trốn hơn là chiến đấu. Những kẻ săn mồi cô đơn này cảm thấy hạnh phúc nhất khi chúng có thể theo đuổi công việc yêu thích của mình trong hòa bình và tĩnh lặng. Một chuỗi các hoạt động của thú ăn kiến là ngủ, sau đó là tìm nước uống, tắm rửa và rồi tiếp tục tìm mồi. Với mắt thường, chúng ta gần như không thể nhìn thấy con thú ăn kiến đang tiến lại gần là con cái với con của nó ở trên lưng. Thú ăn kiến chỉ sinh ra một con mỗi năm. Ngay sau khi sinh, con non sẽ trèo lên lưng của mẹ nó và ở trên đó 9 tháng tiếp theo. Những con thú ăn kiến, kể cả khi đã đến tuổi trưởng thành, vẫn muốn được mẹ mình chăm sóc. Trong 9 tháng nuôi dưỡng, thú ăn kiến mẹ sẽ dạy cho con non những loại thực phẩm cần thiết và nơi tìm thấy chúng. Hầu như thú ăn kiến mẹ không đề cập gì đến tập quán giao phối của loài. Vì thế, các nhà sinh học vẫn đang tìm kiếm lời giải đáp cho rất nhiều câu hỏi bí ẩn. Dự án Tamanduas, dự án nghiên cứu thú ăn kiến là một mạng lưới các nhà khoa học tâm huyết chuyên nghiên cứu và bảo vệ các loài thú ăn kiến. Người đứng đầu dự án là bác sĩ thú y người Brazil Flavia Miranda. Cô tham gia vào các nghiên cứu cơ bản và tìm hiểu về các loại bệnh thường gặp của loài động vật này. Flavia Miranda rất được lòng người dân vùng Pantanal. Hôm nay cô đến nhờ sự giúp đỡ của họ để bắt một con thú ăn kiến nhằm thu thập thêm thông tin về loài động vật này. Ngựa vẫn là một trong những phương tiện giao thông chính ở Pantanal. Trong những tháng mùa hè, khi mọi thứ đều chìm trong nước thì ngựa là phương tiện khả thi duy nhất. Bất cứ khi nào có sự xuất hiện của thú ăn kiến, những chàng cao bồi nơi đây có đôi mắt tinh anh luôn tìm ra chúng. Những
Những hoạt động như thế này là cơ hội để người Pantanan thể hiện kỹ năng sử dụng dây thòng lọng của mình. Thú ăn kiến không có cơ hội trốn thoát khi đối đầu với một đội giàu kinh nghiệm và giỏi như thế này. Các thành viên trong đội phải kết hợp ăn ý, nhanh chóng và thực sự bình tĩnh. Con vật sẽ chịu ít căng thẳng hơn nếu sớm được gây mê. Flavia là một bác sĩ thú y giàu kinh nghiệm. Cô biết chính xác liều lượng thuốc an thần cần thiết để có thể nhanh chóng làm dịu con thú mà không gây nguy hiểm cho nó. Con thú được mang đến đặt trên một tấm nhựa để kiểm tra. Dù đã được gây mê, nhưng để an toàn thì móng vuốt của nó được bọc kín. Còn những sợi dây thừng được tháo ra để không làm cản trở việc kiểm tra. Đo cân nặng và các chỉ số khác của thú ăn kiến là những công việc thường ngày. Ở mức cân 26kg, con thú ăn kiến này có trọng lượng trung bình và tình trạng sức khỏe tốt. Vẻ ngoài của thú ăn kiến hầu như không có bất kỳ sự khác biệt nào giữa con đực và con cái. Và do bộ phận sinh dục của chúng ẩn bên trong cơ thể, nên đôi khi việc xác định giới tính của loài vật này phải cần đến một cuộc kiểm tra gen di truyền. Mẫu máu sẽ cho phép chúng ta xác định được giới tính của con thú và liệu nó có mang trong mình bất cứ loại bệnh nào không. Thuốc gây mê bắt đầu hết tác dụng và con thú ăn kiến có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào, nên Flavia nhanh chóng kết thúc công việc của mình. Điều quan trọng là cần giữ một khoảng cách an toàn để tránh khỏi móng vuốt nguy hiểm của con thú, dù nó vẫn cần một thời gian nhất định để phục hồi hoàn toàn do thuốc gây mê. Nhà sinh vật học Lydia Mokyumov đến với vùng Pantanan. Cô đến trang trại của nhà sinh vật học Lucas Netzinger để bắt đầu một dự án nghiên cứu mới. Trang trại có diện tích hơn 11.000 ha, nhưng chỉ có một nửa là đất canh tác. Phần còn lại phát triển một cách tự nhiên nhiều hơn hẳn so với diện tích yêu cầu cần bảo tồn từ phía pháp luật. Lucas Netzinger là người rất coi trọng việc bảo tồn môi trường tự nhiên. Lydia Mokninghoff muốn lắp đặt máy ảnh trong khu vực nghiên cứu của mình để ghi lại sự đa dạng sinh học và môi trường sống, cũng như hoạt động sống của thú ăn kiến. Chiếc máy ảnh đầu tiên đã vào vị trí. Cùng với Lucas Lutzinger, Lydia đặt tần số ghi hình cứ 30 giây ghi một hình ảnh. Những bức ảnh hồng ngoại sẽ giúp cô ghi lại hoạt động về đêm của các loài động vật. Lucas và Lydia phải thức trắng đêm để lắp đặt máy móc. Tổng cộng có 100 chiếc máy ảnh đã được thiết lập theo một mô hình tính toán trước. Trong vài tháng tới, những chiếc máy ảnh này sẽ đem lại những dữ liệu vô cùng có giá trị, bao quát toàn bộ khu vực nghiên cứu. Thú ăn kiến không phải là động vật duy nhất sống lang thang quanh đây. Một vài con báo đốm Mỹ cũng có lãnh địa ở khu vực này. Và như thường lệ, con thú ăn kiến này vẫn đang làm việc của mình mà không mảy may nghi ngờ điều gì. Con báo đốm di chuyển một cách nhẹ nhàng và trước thời cơ tấn công với tốc độ nhanh.
May mắn thay, kịch bản này ít khi xảy ra do thịt thú ăn kiến có mùi vị khủng khiếp. Do đó, những kẻ săn mồi thường tránh nó. Vào ban đêm, ánh đèn pha của xe cộ cũng bắt gặp các sinh vật mà ngay cả người dân địa phương cũng hiếm khi nhìn thấy. Giống như con mèo rừng này, còn có biệt danh là người em của báo đốm. Con mèo xinh đẹp này có chế độ ăn tương tự như cặp báo này. Đó là chuột, cua và các động vật nhỏ khác. Lucas nhận thấy có điểm gì đó đặc biệt. Trong ánh sáng của đèn pha, ông nhìn thấy hình dáng của một con thú ăn kiến khổng lồ. Không đúng, có hai con thú ăn kiến. Nhưng khi hai con thú ở quá gần nhau và gần thức ăn của chúng, thì việc nảy sinh mâu thuẫn là tất yếu. Tuy nhiên, cả hai đều không hứng thú tham chiến. Riêng vị trí vết cào đã nói lên khá rõ ràng ai là kẻ mạnh. Cho dù di chuyển bằng xe jeep hay thuyền hoặc trên lưng ngựa, Lydia Mockinghoff luôn đi kiểm tra các máy ảnh mà cô đặt ở góc xa nhất trong khu vực nghiên cứu. Nghiên cứu của cô về thú ăn kiến khổng lồ không phải lúc nào cũng hiệu quả. Cô đã chọn cây này bởi thú ăn kiến đã để lại những dấu vết đầy hứa hẹn khi đi qua đây. Cô ấy rất nóng lòng để xem chiếc máy ảnh này đã lưu lại được những gì. Báo Puma cũng hay di chuyển trên những con đường mòn đầy cát. Con báo Puma này dường như đã nhận ra chiếc máy ảnh gắn trên thân cây. Nhưng con báo đốm này không hề có chút hứng thú. Cái cây này là mối quan tâm chính đối với thú ăn kiến. Và hai con thú này dường như biết rằng một con thú ăn kiến khác đã đánh dấu mùi hương của nó ở đây. Chỉ có con cái cư xử một cách tự tin. Những hình ảnh này đã minh chứng cho giả thuyết của Lydia. Đó là bằng cách lưu mùi hương của mình vào các dấu vết trên cây, các con thú ăn kiến khổng lồ đã gửi đi một thông điệp cho các thành viên khác trong loài của chúng. Dài và dính của thú ăn kiến khổng lồ không phải là công cụ săn mồi duy nhất của chúng. Các móng vuốt mạnh mẽ ở chân trước cho phép chúng tự vệ và kháng cự. Tổ tiên của loài thú ăn kiến khổng lồ đã tồn tại trong rừng sâu và thảo nguyên phía Nam Mỹ từ hơn 60 triệu năm về trước. Và mặc dù môi trường sống đang ngày càng bị thu hẹp nhờ khả năng thích ứng tốt, mà loài vật này đã xoay sở và tồn tại cho đến ngày nay. Lydia Mockinghoff sẽ vẫn tiếp tục công việc của mình để tìm hiểu thêm về những cư dân ngoan ngoãn, dễ bảo của vùng Nam Mỹ. Ở nhiều khu vực khác, loài thú ăn kiến khổng lồ đã đi vào danh sách tuyệt chủng. Tuy nhiên, từ thông tin của những nghiên cứu gần đây, chúng ta có thể hiểu hơn về nhu cầu của thú ăn kiến, loài sinh vật đã tồn tại trên trái đất qua nhiều triệu năm.